Xin chào toàn thể quý hàng nha. Hiện tại Trọng Thơ đang đứng tại giai đoạn 2 và cả nhà có thể thấy những ngôi nhà trước mắt cam của Trọng Thơ làm nằm trên mặt tiền đường quốc lộ 14 với lộ giới 72m. Và mặt tiền đường quốc lộ 14 thì hiện tại lẽ phải chúng ta sẽ về Đồng Xoài, hướng lẽ trái chúng ta sẽ về lại ngã tư Trương Thành. Và quanh khu vực này thì hiện tại Trọng Thơ đang phân phối bất động sản của khu công nghiệp và đô thị BKMX. Hiện tại ở đây thì mỗi nền chúng ta được phân lô là 5 sâu cho 30. Đất của chúng ta thuộc đất ở đô thị full thổ cư. Và đường chúng ta là đường nhựa, lòng đường 8m và vỉa hè mỗi bên 4m, là đường 16m đấy ạ. Và cây xanh vỉa hè được BKMX trồng chuẩn Singapore. Tại khu vực này thì hiện tại giá dao động chỉ từ 6 triệu cho tới 8 triệu trên 1m2, tùy theo vị trí. Quý khách hàng quan tâm tới những vị trí đẹp nằm ngay lõi trung tâm thị xã Trân Thành, liên hệ ngay cho Trọng Thơ qua số điện thoại 0962 854 858. Xin cảm ơn.